Rất vui được gặp lại quý vị khán giả đang trở lại với chương trình Xe và Xu hướng trong khung giờ quen thuộc lúc 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình tuần này gồm có các nội dung chính sau đây. Hyundai thành công ra mắt mẫu xe Grand i10 mới. Lexus chính thức giới thiệu mẫu xe GX550 hoàn toàn mới tại Việt Nam. Khám phá hai mẫu xe Mercedes-AMG C63S E-Performance và Mercedes-AMG SL43. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình hôm nay. Liên doanh ô tô Hyundai thành công vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Grand i10 mới tới thị trường Việt Nam. Xe có 6 phiên bản khác nhau cùng mức giá bán lẻ khuyến nghị từ 360 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT. Grand i10 là một trong những mẫu xe Hyundai được đánh giá cao trên nhiều thị trường thế giới. Tại Việt Nam, Grand i10 cũng là chiếc xe cỡ nhỏ thành công nhất của Hyundai cũng như toàn thị trường Việt Nam khi luôn đứng trong top đầu doanh số. Kể từ khi ra mắt chính thức tại Việt Nam từ năm 2014, sau 10 năm doanh số cộng dồn của mẫu xe này đã đạt hơn 155.000 chiếc. Hyundai Grand i10 mới sở hữu phong cách thiết kế cá tính và thời trang, mui xe được hạ xuống 20mm, lưới tản nhiệt được thiết kế mới trẻ trung, cản trước và sau cũng được tái thiết kế mang dáng vẻ thể thao. Cụm đèn LED ban ngày tạo hình xương cá độc đáo tạo nên phong cách thời trang cho xe. Xe được trang bị la răng hợp kim kích thước 15 inch. Trên phiên bản hatchback, đuôi xe được tạo hình với cụm đèn hậu được bổ sung công nghệ chiếu sáng LED. Trên phiên bản sedan là cụm đèn LED cách điệu tương ứng với cụm đèn chiếu sáng. Các chi tiết khác thể hiện sự tinh tế trong thiết kế của Grand i10 như tay nắm cửa mạ chrome, đèn xi nhan tích hợp cùng gương chiếu hậu, đèn phanh trên cao dạng LED, v.v. Không gian nội thất của xe hiện đại và rộng rãi, màn hình trung tâm 8 inch đa chức năng, hỗ trợ giải trí và kết nối đa chức năng như Bluetooth, MP3 Radio, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto và hệ thống bản đồ định vị dẫn đường tích hợp nhiều thông tin và tiện ích. Màn hình thông tin của xe được sử dụng đồng bộ với các mẫu xe Hyundai khác với kích thước 3.5 inch trực quang, có chức năng hiển thị thông tin áp suất lốp trên từng bánh. Những tính năng nổi bật khác có thể thấy như nút bấm khởi động Start Stop, chìa khóa thông minh Smart Key, vô lăng điều chỉnh 4 hướng tích hợp phím chức năng, gương chiếu hậu có sấy, cửa sổ chỉnh điện chống kẹt. Đặc biệt là tính năng điều khiển hành trình Cruise Control nay đã được trang bị trên Grand i10 mới. Tất cả các phiên bản Grand i10 mới đều được trang bị động cơ Kappa 1.2 lít MPI, công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng một phút, cùng mô men xoắn cực đại là 114 Nm tại 4.000 vòng một phút. Xe có hai lựa chọn hộp số tự động 4 cấp và hộp số sàn 5 cấp. Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn cả chủ động lẫn bị động cùng cảm biến áp suất lốp. Grand i10 mới được cải tiến hệ thống khung gầm, hệ thống lái cũng được cải tiến giúp gia tăng độ chính xác cũng như khả năng phản hồi tốt hơn, đem đến cảm giác thú vị mỗi khi cầm lái. Tương tự như thế hệ trước, Grand i10 mới được sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình và được Hyundai Thành Công phân phối với 6 phiên bản cùng 5 lựa chọn màu sắc khác nhau. Xe được hưởng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Giá bán các phiên bản Hyundai Grand i10 mới cụ thể như sau. Cũng từ ngày 18 tháng 6 vừa qua, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam đã chính thức công bố giá bán lẻ mới cho 4 dòng xe, gồm Hyundai Santa Fe, Custom, Elantra và Venue, với mức giảm cao nhất là 100 triệu đồng dành cho mẫu Santa Fe Hybrid. Các phiên bản Santa Fe còn lại đều có mức giảm 50 triệu đồng. Mẫu xe có mức giảm thấp nhất là Elantra phiên bản 1.6 AT tiêu chuẩn có mức giảm 20 triệu đồng. Đây là cơ hội tốt để khách hàng yêu thích thương hiệu ô tô đến từ Hàn Quốc có cơ hội sở hữu những chiếc xe phù hợp. Hiện nay, những mẫu xe của Hyundai hầu hết đều được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Ninh Bình, chỉ trừ mẫu Stargazer. Các mẫu xe đều có ngôn ngữ thiết kế mới, bắt mắt cùng nhiều trang bị tiện nghi và an toàn cao cấp. Thưa quý vị, vào những ngày trung tuần tháng 6 vừa qua, chương trình chăm sóc xe máy miễn phí lần đầu tiên đã đến với thành phố Biên Hòa. Đây là chuỗi chương trình được tổ chức tại nhiều địa phương trên khắp cả nước bởi Bệnh viện ô tô, quy tụ 3 thương hiệu phụ trợ đến từ Nhật Bản gồm Nitera chuyên về buji, dầu nhờn Idemitsu và lốp IRC. Chương trình đã diễn ra với nhiều hoạt động và trò chơi hấp dẫn.
Ngày hội chăm sóc xe vốn là tên gọi chuỗi chương trình chăm sóc xe do Bệnh viện ô tô tổ chức trong nhiều năm qua, từ xe tải, xe khách, ô tô đến xe máy. Đồng hành với chương trình là các thương hiệu phụ trợ nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Mục đích của chương trình ngoài việc tư vấn, kiểm tra và chăm sóc xe miễn phí cho người dân, đồng thời cũng giúp nâng cao ý thức và phương pháp chăm sóc xe máy, đặc biệt là ý thức về an toàn giao thông. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Biên Hòa có hệ thống giao thông thuận lợi với thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, nằm trên trục giao thông quan trọng nối liền Bắc Nam, Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cũng là điểm nóng giao thông của tỉnh, vẫn còn tình trạng tai nạn giao thông vi phạm luật an toàn giao thông. Cùng với đó, xe máy hiện vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân, chiếm tới 80-90% lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường. Bên cạnh đó, sau những trận mưa lớn, nhiều tuyến đường tại thành phố Biên Hòa ngập sâu, ngập cục bộ, thậm chí nhiều đoạn ngập sâu, gây cho ô tô và xe máy chết máy, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, sức khỏe người điều khiển phương tiện cũng như phương tiện di chuyển. Đến với ngày hội chăm sóc xe, người dân đã trải qua các bước kiểm tra và chăm sóc xe gồm kiểm tra chăm sóc buji từ đội ngũ Nitera. Các thao tác chính gồm có kiểm tra vệ sinh buji trên từng chiếc xe, đồng thời đưa ra chỉ dẫn an toàn như xử lý buji khi ngập nước, bám bụi, thay mới buji mỗi 8.000 km, cách nhận biết khi nào cần thay mới buji. Kiểm tra dầu nhớt và khu vực bình chứa dầu nhớt được thực hiện bởi chính các chuyên gia kinh nghiệm Idebisu, đưa ra lời khuyên về thời điểm thay nhớt. Đây cũng là khâu quan trọng mà người dùng thường dễ sao nhãng dẫn đến hỏng hóc phương tiện. Kiểm tra và chăm sóc lốp xe đến từ đội ngũ lốp xe IRC. Trong khâu này, xe sẽ được kiểm tra độ sâu gai lốp, áp suất lốp, v.v. Kế tiếp, các chuyên gia Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo về thời gian và cách thức thay lốp xe, dấu hiệu nhận biết chiếc lốp xe đã hết hạn sử dụng. Qua mỗi chương trình, các đơn vị càng thấu hiểu hơn những trăn trở của người dùng, đồng thời nắm bắt được thói quen điều khiển phương tiện, từ đó có giải pháp tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, gần gũi với người dân, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Dịp này, quỹ Thinbuy của chương trình Ngày hội chăm sóc xe máy tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến các mảnh đời khó khăn ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, một lần nữa nhấn mạnh về ý thức của người điều khiển phương tiện, trách nhiệm đằng sau tay lái, không chỉ ở việc tuân thủ giao thông mà còn nằm ở việc giữ gìn sức khỏe, bảo vệ phương tiện đạt tiêu chuẩn khi lưu thông. Sau 10 năm tổ chức kể từ năm 2014, Ngày hội chăm sóc xe máy đã trải qua 35 lần tổ chức tại hơn 20 tỉnh thành trên khắp cả nước. Ngày 25 tháng 6 vừa qua, Lexus Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe GX550 hoàn toàn mới, tái khẳng định là một dòng xe địa hình đích thực dành riêng cho những ai thích phiêu lưu, đồng thời tiếp tục cho thấy sự chuyển mình của Lexus trong việc thiết kế sản phẩm. Lexus GX550 có hai phiên bản. Phiên bản cửa sổ trời toàn cảnh đã chính thức có mặt tại các showroom của Lexus. Phiên bản còn lại sẽ có mặt vào tháng 9 tới đây. Kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 2002 với cấu trúc khung gầm body on frame, GX đã nhận được sự yêu thích của khách hàng cũng như trải nghiệm lái đẳng cấp và độc đáo trên mọi địa hình. Tính đến hết tháng 3 năm 2023, GX đánh dấu cột mốc bán ra 540.000 xe trên toàn cầu. GX550 được thiết kế đem đến những trải nghiệm chưa từng có cho khách hàng, dù trong môi trường địa hình khắc nghiệt hay trên những cung đường thường ngày. Là phiên bản toàn cầu mới đầu tiên sau 14 năm, thiết kế ngoại thất mới của GX mang vẻ ngoài vuông vức và độc đáo, tạo nên tổng thể đầy ấn tượng. Các kích thước dài rộng cao của xe đều được mở rộng so với đời trước. Lưới tản nhiệt hình con suốt mang tính biểu tượng của Lexus được thể hiện dưới dạng hình khối mới, giúp bảo vệ các bộ phận trong khoang động cơ khỏi các chướng ngại vật trên những cung đường địa hình. Cụm đèn trước và sau của GX được tinh chỉnh để tối ưu tầm nhìn người lái. Cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn kéo dài từ hàng ghế trước tới hàng ghế thứ hai, có chức năng làm mờ cho phép hành khách trải nghiệm không gian rộng rãi và thoáng đãng. Bật lên xuống tự động giúp hành khách ra vào xe an toàn xuyên suốt chuyến hành trình. Thiết kế mâm xe với các lưới nan thẳng sắc nét tạo nên hình ảnh sang trọng và hiện đại. Không gian nội thất được sắp xếp hợp lý với các tiện ích hiện đại và thoải mái, mang đến cảm giác an toàn trên mọi hành trình với các chi tiết ốp gỗ Suyasumi và da tổng hợp. Thiết kế ghế ngồi của GX550 chú trọng vào hàng ghế trước với chức năng massage ghế và điều chỉnh đa hướng. Hàng ghế thứ hai được trang bị chức năng sưởi kết hợp với khoảng cách tối ưu giữa các hàng ghế. Màn hình trung tâm cảm ứng 14 inch được tích hợp với màn hình hiển thị trên kính chắn gió HUD. Bản đồng hồ với giao diện đồ họa kỹ thuật số 12,3 inch tích hợp 3 màn hình đa thông tin có thể tùy chỉnh, cho phép hiển thị đồng thời nhiều thông tin hữu ích
đồng thời thay đổi nội dung trên màn hình theo ý muốn. Hệ thống âm thanh Mark Levinson 21 loa chất lượng tạo nên bầu không khí sống động bên trong khoang cabin. Khung gầm GAF đã được cải tiến toàn diện, kết hợp cùng động cơ V6 tăng áp kép, mang đến hiệu suất vượt trội trên mọi địa hình. Cùng với việc ứng dụng hệ thống trợ lực lái điện và gia tăng độ cứng thân xe, GX550 đem lại cảm giác lái ổn định, tự tin, nhạy bén, cũng như duy trì trải nghiệm lái Lexus trên mọi cung đường. Xe sử dụng động cơ xăng V35A FTS V6, tăng áp kép, công suất và mô men xoắn cao với hộp số tự động 10 cấp, Direct Shift 10AT, đi cùng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, 4WD. GX mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động LSS Plus 3.0 như hệ thống an toàn tiền va chạm, hệ thống điều khiển hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo lệch làn đường và hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường, mang đến sự an tâm tối đa cho người lái và hành khách trên xe. Hệ thống camera toàn cảnh cung cấp hình ảnh xung quanh và dưới gầm xe, giúp người lái dễ dàng điều khiển xe và hạn chế tối đa va chạm. Hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn sử dụng radar của hệ thống cảnh báo điểm mù để phát hiện các phương tiện, bao gồm cả xe đạp, đang tiếp cận từ phía sau khi ra khỏi xe, và cảnh báo hành khách bằng đèn báo nhấp nháy trên gương chiếu hậu bên ngoài, còi và thông báo bằng giọng nói, v.v. GX550 hoàn toàn mới được phân phối 2 phiên bản tại Việt Nam với 7 lựa chọn màu ngoại thất và giá bán lẻ cụ thể như sau. Xin chào quý vị, tiếp tục trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu hướng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại nhà máy của Mercedes-Benz Việt Nam để cùng khám phá hai mẫu xe rất là đặc biệt được trưng bày tại đây. Và ngày hôm nay trong chuyên mục thử xe, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị hai mẫu xe này. Đó là mẫu xe Mercedes-AMG C63 SE Performance và mẫu xe thứ hai là Mercedes-AMG SL43. Ngay sau đây mời quý vị cùng với chúng tôi khám phá hai mẫu xe này nhé. Trước tiên thì mời quý vị hãy cùng với chúng tôi khám phá đôi nét về mẫu xe Mercedes AMG C63 SE Performance. Và E Performance là cái gì thì tí xíu nữa chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị. Thực sự thì chiếc xe này đã có mặt tại Việt Nam vào cuối năm 2023 vừa qua rồi. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu sơ lược thôi, tức là một số chi tiết ngoại thất, nội thất, cũng như là một vài thông số kỹ thuật về động cơ, khả năng vận hành. Có thể nói những cái điểm đặc trưng ở trên những cái mẫu xe Mercedes AMG đó chính là cái thiết kế ngoại thất với cái gói AMG. Những cái gói này quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy, ví dụ là những cái ốp bên hông xe, rồi ốp cản trước cản sau, đặc biệt là trên gương chiếu hậu được trang bị cái vật liệu sợi carbon, cũng như là cánh nước gió ở phía sau cũng được trang bị bằng chất liệu sợi carbon, nhìn rất là thể thao và mạnh mẽ. Kích thước của chiếc xe này theo chúng tôi được biết thì chiều rộng, chiều cao cũng như là chiều dài cơ sở của chiếc xe này nó được mở rộng hơn so với các thế hệ trước đây. Chiếc xe này được trang bị mâm xe cỡ lớn, mâm hợp kim 20 inch, nan đa chấu được sơn màu đen bóng. Bên cạnh đó quý vị thấy nó có một cái cụm phanh AMG màu đỏ rất là thể thao ở phía bên trong đây. Một cái chi tiết cũng là một cái điểm nhấn trên chiếc xe này, đó là cái lỗ thông gió ở phía bên cột A, phía bên hông xe. Có thể nói đó cũng là một cái sự khác biệt về cái khả năng vận hành ở trên cái chiếc Mercedes AMG C63S này. Phần đuôi xe như chúng tôi có vừa giới thiệu thì như quý vị thấy, cái cánh lướt gió phía sau đây cũng làm được bằng sợi carbon, nhìn rất là thể thao. Ở phía dưới là cụm ống xả, 4 ống xả hình thang, nhìn cũng rất là thể thao và mạnh mẽ. Thưa quý vị, một cái điểm nhấn mà nãy chúng tôi cũng quên nhắc, đó là cái logo ở trên những cái chiếc xe Mercedes AMG, và đặc biệt là trên chiếc C63 SE Performance này,
nó không phải là logo Mercedes với cái hình nguyệt quế truyền thống như chúng ta thường thấy, mà nó được thay bằng cái logo AMG. Nhìn rất là lạ mắt ở phía trên đầu xe. Bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào bên trong xe để chúng ta cùng khám phá cái không gian nội thất của chiếc xe này nhé. Và một cái điểm cũng rất là thú vị là khi mà mở cửa xe thì quý vị thấy cái đèn chào mừng với logo Mercedes rất là lớn, nó hiện ở phía dưới nền nhà này. Rất là hay. Thưa quý vị, bước vào bên trong khoang nội thất của chiếc Mercedes AMG C63S E-Performance thì cái cảm giác khi mà tôi nhìn thấy đầu tiên đó là những cái chi tiết ốp carbon. Như chúng tôi có giới thiệu từ đầu đó thì đây có thể nói là cái điểm rất là đặc trưng trên cái chiếc xe thể thao mang cái màu sắc AMG này. C63S có thể nói là người anh cả trong cái dòng xe C-Class hiệu suất cao của AMG. Người anh cả tức là nó là cái mẫu xe có thể nói là cao nhất đầu bảng của cái dòng xe C-Class hiệu suất cao của AMG đó. Nó được trang bị rất là nhiều những cái công nghệ cũng như là những cái tính năng hiện đại và khoang nội thất rất là sang trọng. Như quý vị thấy cái ghế ngồi rất là thể thao với những cái đường chỉ khâu rất là tinh tế, đi cùng với đó là cái logo AMG được in nổi ở hai cái ghế trước nè. Vô lăng ba chấu thể thao tích hợp những cái phím chức năng, và những cái phím chức năng này chúng ta có thể sử dụng bằng cảm ứng, hoàn toàn bằng cảm ứng. Nói về những cái công nghệ cũng như là những cái tính năng ở bên trong, cũng như là cái hệ thống giải trí, hệ thống điều khiển của xe Mercedes, thì chúng ta không thể bỏ qua cái hệ thống MBUX, hệ thống mà luôn luôn được trang bị trên tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Và với cái hệ thống này, người sử dụng xe có thể sử dụng rất là nhiều những cái tính năng giải trí, những cái tính năng tùy chọn, những cái tính năng hỗ trợ rất là nhiều ở trên chiếc xe Mercedes thông qua cái màn hình cảm ứng rất là lớn ở đây. Ở đây thì chúng ta còn nhìn thấy một cái cửa sổ trời rất là lớn ở trên chiếc xe này nữa. Chiếc xe này được trang bị động cơ xăng 2.0 lít 4 xi lanh tăng áp turbo đó. Và có thể nói động cơ 4 xi lanh này theo Mercedes nói đó, thì động cơ này có thể nói là cái động cơ mới nhất và có thể mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện nay. Động cơ xăng này nó cho công suất là 476 mã lực. Tuy nhiên điều đáng nói hơn đó chính là cái công nghệ E-Performance được trang bị trên chiếc xe này. Công nghệ này được trang bị cho cái hệ chuyển động P3 Hybrid. Tức là chiếc xe này vừa chạy xăng vừa chạy điện. Và cái hệ thống Hybrid này nó được trang bị thêm một cái motor điện. Motor điện này nó cho công suất 204 mã lực. Như vậy thì với tổng cái trang bị từ động cơ xăng 2.0 4 xi lanh turbo cộng với một cái motor điện nữa của cái hệ thống P3 Hybrid đó, với cái công nghệ E-Performance, thì tổng công suất mà chiếc xe này đạt được là 680 mã lực. 680 mã lực rất là lớn. Với cái mô men xoắn cũng cực cao, lên đến 1020 Nm. Và khả năng tăng tốc của chiếc xe này từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 3,4 giây. Trong khi cái phiên bản thấp hơn là phiên bản Mercedes AMG C43 4MATIC đó, thì nó tăng tốc trong vòng 4,6 giây. Nhiều hơn chiếc xe này. Với cái hệ chuyển động P3 Hybrid mà chúng tôi vừa nhắc đến đó, thì đi cùng với cái motor điện đó, thì có thể nói cái khối pin hiệu suất cao AMG được lắp đặt ở trên chiếc xe này, nó là cái nguồn năng lượng chính cho cái khối động cơ điện. Cái pin này nó có công suất là 6,1 kW. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi khám phá một mẫu xe thứ hai nữa, đó chính là chiếc Mercedes AMG SL43, một chiếc xe mui trần 2+2 cũng rất là đặc biệt. Mời quý vị cùng khám phá ngay sau đây. Nhắc đến SL là chúng ta nhắc đến một cái biểu tượng về thể thao, về tốc độ của thương hiệu Mercedes. Có thể nói là trước khi nó
có như hiện nay thì nó đã trải qua một cái lịch sử hơn 70 năm. Trước đây là những cái chiếc xe đua mang thương hiệu SL. Và trải qua cái thời gian như vậy thì đến nay như quý vị thấy nó đã trở thành một cái chiếc xe mui trần rất là nổi tiếng. Và có thể nói dòng xe SL là một cái dòng xe biểu tượng của Mercedes-Benz về tốc độ, về hiệu suất vận hành cũng như là về thể thao. Thưa quý vị, chiếc xe này thì được trang bị cái gói ngoại thất cũng rất là đặc biệt. Đó là cái gói ngoại thất AMG Pocket 9. Thì với cái gói thiết kế ngoại thất này, như quý vị thấy cái chiếc xe nó được trang bị những cái chi tiết màu đen từ ốp trước, ốp sau, rồi viền bên hông, rồi ốp gương đều có những cái điểm nhấn màu đen rất là đặc trưng. Trong khi đó thậm chí là cái ống xả ở phía sau cũng được sơn với cái màu tối. Trong khi đó thì cái gói thiết kế ngoại thất Pocket 9 thứ hai đó thì nó được bổ sung thêm một số chi tiết màu đen khác, ví dụ như là lưới tản nhiệt cũng như là logo Mercedes ở phía sau nó cũng có cái màu tối hoặc là màu đen. Cái chiều dài cơ sở của cái chiếc xe này nó được mở rộng hơn so với những thế hệ trước. Rồi cái khoảng cách giữa bánh xe đến các cái đầu xe ở phía sau cũng như là ở phía trước xe nó ngắn hơn. Trong khi đó cái nắp capo, như quý vị thấy, nắp capo có cái chiều dài rất là dài. Khoang cabin có thiết kế nó hơi lùi phía sau hơn. Trong khi đó cái kính chắn gió thì nó có cái độ dốc hơn. Chiếc xe này thì được trang bị mâm xe kích thước là 20 inch hộp kim nhôm với 5 chấu kép, nhìn cũng rất là sang trọng và thể thao. Đặc biệt, như quý vị thấy, đây là chiếc xe mui trần, dòng xe SL mui trần. Phần mui mềm này nó có thể đóng mở trong vòng 15 giây, thậm chí là khi mà quý vị điều khiển xe với vận tốc lên đến 60 km/h. Và cái việc gập mui theo cái hình chữ Z nó giúp cho tiết kiệm cái không gian cũng như là giúp cho cái việc đóng mở mui nó dễ dàng và nó thuận tiện hơn. Đó là những cái nét rất là đặc biệt mà chúng tôi giới thiệu với quý vị về ngoại thất ở trên chiếc Mercedes AMG SL 43. Bước vào bên trong khoang nội thất của chiếc SL 43 này thì cái điều mà quý vị có thể nhìn thấy ngay đó là cái màu sắc của ghế, đúng không ạ? Màu sắc của những cái chi tiết táp lô, táp bi cũng như là màu ghế với cái màu rất là nổi bật. Điều này nó thể hiện lên cái tính thể thao cũng như là nó mang lại cái chất cá tính của cái người chủ sở hữu chiếc xe. Bởi vì Mercedes sẽ cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc cho chiếc xe ngoại thất cũng như là nội thất để khách hàng có thể lựa chọn. Và không cần phải nói nhiều, bởi vì đây là một chiếc xe siêu xe thể thao, có thể nói là như vậy. Thì cái ghế nó cũng giống như là chiếc Mercedes AMG C63S vừa rồi. Ghế được thiết kế rất là thể thao, ôm sát người lái. Vô lăng 3 chấu thể thao thiết kế đặc trưng của AMG. SL 43 này còn được hãng xe Đức bổ sung rất là nhiều cái chức năng quan trọng như là hệ thống giả lập tăng cường âm thanh nè. Rồi cái chức năng giả lập đường đua AMG Track Pace giúp mang lại rất là nhiều cái trải nghiệm lái rất là phấn khích cho người lái. Thưa quý vị, bởi vì là một cái chiếc xe mui trần và cái mui này nó có thể đóng mở, cho nên Mercedes bổ sung thêm một cái chức năng cho cái màn hình giải trí trung tâm này để tránh bị chói khi mà mở mui đó, tránh cái ánh sáng nó chiếu vào màn hình gây chói cho người sử dụng. Thì cái màn hình này nó có thể thay đổi vị trí ở các cái góc độ khác nhau, có thể là đứng thẳng hơn hoặc là gập lại hơn để giúp cho cái màn hình nó không bị chói khi mà cái chiếc mui này nó được mở ra. Ở cái cụm điều khiển AMG Dynamic Select thì Mercedes SL 43 sẽ cung cấp cho người lái 6 chế độ lái khác nhau. Chiếc Roadster SL 43 này có thiết kế chỗ ngồi là 2+2. Cái thiết kế 2+2 này mới được bổ sung trong cái thời gian sau này thôi. Nó giúp cho cái chỗ ngồi trong cái chiếc xe nó linh hoạt hơn. Chiếc xe này có thể nói là nó có một cái bước tiến khá là đột phá. Họ đã phát triển nên động cơ của chiếc xe này với cái triết lý là One Man One Engine, tức là mỗi kỹ sư sẽ tạo ra một động cơ
Một cái điểm đặc biệt nữa về động cơ trên chiếc SL43 này đó là ở các thế hệ trước thì hệ thống 4 xi lanh được đặt theo chiều ngang. Nhưng mà trên SL43 mới này thì hệ thống 4 xi lanh được đặt theo chiều dọc. Đi cùng với đó là một cái động cơ điện 48V. Chúng ta gọi là chiếc xe này nó có động cơ xăng và hệ thống mild hybrid. Với động cơ xăng này, nó cho công suất cực đại là 381 mã lực tại 6.750 vòng một phút, trong khi mô men xoắn cực đại là 480 Nm tại 3.250 đến 5.500 vòng một phút. Chiếc xe này thì được trang bị hộp số tự động 9 cấp. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ mở mui để quý vị thấy mui xe của chiếc xe này. Nó được mở trong vòng 15 giây. Rất là thú vị đúng không quý vị? Và nếu như mẫu xe C63S E-Performance được trang bị hệ dẫn động 4MATIC thì trên chiếc SL43 được trang bị hệ dẫn động cầu sau. Và cả hai mẫu xe này đều được Mercedes-Benz mang về Việt Nam với số lượng rất là giới hạn. Giá bán thì xin mời quý vị cùng theo dõi trên màn hình ngay sau đây. Và thưa quý vị, do thời lượng chương trình có hạn cho nên chúng tôi chỉ giới thiệu sơ nét những cái điểm đặc trưng đặc biệt cũng như là những cái thông số cơ bản của hai mẫu xe Mercedes lần này. Hy vọng là quý vị có thêm những cái thông tin cần thiết. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình xe và xu hướng tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau lúc 8 giờ sáng Chủ nhật trên kênh HTV7. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn quý khán giả đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Xe và Xu hướng tuần sau lúc 8 giờ sáng Chủ nhật trên kênh HTV7.